Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Đại Đoàn Kết phát trên sóng Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Thái Nguyên đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên, triển khai thực hiện tốt các chương trình, hành động đề ra. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, phát huy sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực. Phương thức hoạt động của mặt trận các cấp được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, hướng về cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Những kết quả đáng tự hào đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm công tác mặt trận ở cơ sở. Và đây cũng là nội dung chính chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục số này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với phương châm đưa các phong trào thi đua đến từng khu dân cư, hộ gia đình, tạo sự đồng thuận, ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các khu dân cư đã chủ động đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chú trọng phát huy nội lực trong nhân dân, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng các phong trào thi đua để đánh giá kết quả thực hiện. Đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp xã, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã phát huy tính sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân như thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội nghị tập huấn, hệ thống truyền thanh ở cơ sở. Phát huy vai trò của người có uy tín ở cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc các tôn giáo, lắng nghe nhân dân nói và nói cho nhân dân nghe, kịp thời đề xuất, kiến nghị đến cấp ủy chính quyền những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia, đạt nhiều kết quả. Xuất phát từ thực tiễn ở cơ sở, nhân dân đã thành lập các mô hình tự quản như mô hình toàn dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, mô hình camera an ninh, mô hình cộng đồng tôn giáo và khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp vận động nhân dân hiến trên 160 hectare đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, khu dân cư, các công trình hạ tầng cơ sở nông thôn, tổ chức giám sát các công trình. Đến nay, toàn tỉnh đã có 110 trên 126 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 87,3%, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 17,27%, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt 4,54%. Thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện Phú Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Qua 4 kỳ đánh giá xếp hạng từ năm 2019 đến hết năm 2022, tỉnh Thái Nguyên có 173 sản phẩm được xếp hạng tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 5 sao, có 91 sản phẩm 3 sao, 80 sản phẩm 4 sao, 2 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia. Diện mạo nông thôn mới đã có nhiều thay đổi rõ nét, văn hóa phát triển, môi trường được bảo vệ, an ninh chính trị ổn định. Trong quá trình triển khai thực hiện, thì cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể cũng đã rất là tích cực vào cuộc vận động tuyên truyền nhân dân tất cả các hộ. Hoạt động vì người nghèo và công tác an sinh xã hội được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các thành viên đã phối hợp vận động các nguồn lực đạt trên 500 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa về nhà ở cho 2.668 hộ, hỗ trợ vốn sản xuất, thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, học sinh nghèo, các đối tượng khó khăn nhân các ngày lễ Tết. Trong đó nổi bật là hoạt động tuần cao điểm Tết vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì, phát động nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm đạt kết quả cao. Năm 2019 đạt 27,8 tỷ đồng, năm 2020 đạt 34,9 tỷ đồng, năm 2021 đạt 30,5 tỷ đồng, năm 2022 đạt 40,9 tỷ đồng và năm 2023 đạt 38,7 tỷ đồng. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hàng năm
18 tháng 11 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, trở thành phương thức hiệu quả để tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Rất là vui mừng và vinh dự được tham gia và đóng góp công sức vào một ngày để thành công trong ngày hôm nay. Nhân dân trong tổ dân phố đến tham gia đầy đủ với tinh thần vui tươi phấn khởi và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên, tổ chức các hội nghị hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng được phân bổ. Chủ trì phối hợp tổ chức 1.893 hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện quyền vận động bầu cử với 130.735 cử tri tham gia, 5.878 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến. Các hội nghị được tổ chức an toàn, đúng quy định, phát huy dân chủ, được cử tri đồng tình, đánh giá cao, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp chuẩn bị và tham gia tổ chức tốt Ngày hội Toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vận động và hướng dẫn cử tri tham gia bầu cử đạt kết quả cao, đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội, 66 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 319 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 3.982 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được Mặt trận Tổ quốc các xã phường triển khai lựa chọn những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, bức xúc để giám sát, qua đó kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền giải quyết, đem lại nhiều kết quả thiết thực. Các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương, dự thảo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp đã được lấy ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp thực hiện đúng quy định. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ mặt trận các cấp được quan tâm kiện toàn thường xuyên theo quy định. Công tác thi đua khen thưởng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm. Hàng năm nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các khu dân cư đã tổng kết, biểu dương và khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong giai đoạn 2019-2023, đã có nhiều Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, trưởng ban công tác mặt trận được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết, tặng bằng khen, giấy khen của các cấp trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Rất là phấn khởi và cảm nhận rằng là đây là một cái món quà tinh thần, động viên rất lớn trong cho bản thân tôi cũng như các đồng chí đã về dự cái hội nghị ngày hôm nay. Đây cũng là một cái động lực để mà tôi tiếp tục để cống hiến và đem năng sức mình để cống hiến cho cái phong trào mặt trận của địa phương và đổi mới cái nông thôn địa phương của chúng tôi. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của nhà nước, tuyên truyền về tình hình khu vực quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên đối với người nước ngoài, góp phần củng cố, phát triển tình hữu nghị giữa dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng với các quốc gia, khu vực, vận động nhân dân hưởng ứng, tạo điều kiện đối với người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư phát triển kinh tế địa phương, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của địa phương. Gắn liền với sự trưởng thành và vững mạnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, các vị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã,
các vị trưởng ban công tác mặt trận vừa tích cực tham gia công tác mặt trận, cống hiến cho xã hội, vừa là tấm gương mẫu mực trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đặc biệt nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương 93 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư, là các điển hình tiên tiến, các cá nhân xuất sắc, đại diện cho 177 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, 2.254 trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Các bác, các anh, các chị là kết tinh tốt đẹp nhất, rực rỡ nhất cho trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết, xứng đáng là những bông hoa rực rỡ sắc hương, tô đẹp cho những bông hoa đại đoàn kết. Đến đây, chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.